bóng Malaysia Về quan hệ sâu sắc toàn diện với Lào Việt Nam là số 2, không ai là số 1 Thưa các bạn, chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã thu hút được sự chú ý của báo chí khu vực và thế giới Mới đây, tờ Dơ Sa của Malaysia đã có bài viết đáng chú ý về sự kiện này Trong đó, tờ báo liệt kê mọi lĩnh vực hợp tác trong quan hệ giữa hai nước cho thấy sự hợp tác sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực mà ít mối quan hệ quốc tế nào có được. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung bài viết dưới đây để nắm thông tin chi tiết. Viên Trăn, ngày 9 tháng 8, Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Lào Thông Luân Sisulit hôm thứ Hai đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ chính trị giữa hai bên, đồng thời nhất trí đưa năm 2022 trở thành năm hữu nghị và đoàn kết giữa Việt Nam và Lào, Lào Việt Nam năm 2022. Tổng bí thư Chủ tịch Thông Luân Sisulit nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sang thăm chính thức Lào, diễn ra ngay sau thành công của Đại hội Đảng của mỗi nước và bầu cử đại biểu Quốc hội của mỗi nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đánh giá cao việc Lào là nước đầu tiên ông Phúc đến thăm trên cương vị công tác mới. Điều này nói lên tầm quan trọng đặc biệt của Lào trong các chính sách của Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước luôn dành cho nhau sự ủng hộ, giúp đỡ và thiện chí quý báu trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cho rằng hai nước sẽ tiếp tục dành ưu tiên cao nhất để không ngừng củng cố và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của mối quan hệ hợp tác trong thời gian qua. Bất chấp đại dịch Covid-19, hai bên đã nỗ lực duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, thúc đẩy hiệu quả hợp tác song phương trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, giáo dục, đào tạo, thương mại và đầu tư. Kim ngạch thương mại hai chiều trong nửa đầu năm đạt 670 triệu đô la Mỹ, tăng gần 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam có 209 dự án tại Lào với tổng vốn đăng ký 5,2 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ ba trong số các nhà đầu tư trực tiếp vào Lào. Năm học 2020-2021, Việt Nam đón 1200 liều sinh Lào sang học tập, nâng tổng số liều sinh Lào đang học tập tại Việt Nam lên gần 16.100 người. Hai nhà lãnh đạo đã dành thời gian để thảo luận về các biện pháp hỗ trợ nhau trong những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, đồng thời nhất trí cùng nhau thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao, quốc phòng an ninh, giáo dục, thương mại, đầu tư, năng lượng, văn hóa đến khoa học và công nghệ. Hai bên nhất trí cần làm sâu sắc hơn quan hệ chính trị và tăng cường hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh và phát triển của mỗi nước, duy trì các chuyến thăm cấp cao giữa lãnh đạo đảng, nhà nước dưới nhiều hình thức, tích cực trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô và mở rộng hội nhập quốc tế. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí chia sẻ thông tin và tăng cường phối hợp tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, tiếp tục phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, tăng cường phối hợp với Campuchia thực hiện thỏa thuận giữa ba thủ tướng về phát triển khu vực tam giác Campuchia, Lào, Việt Nam và thực hiện quy hoạch tổng thể kết nối ba nền kinh tế. Campuchia, Lào, Việt Nam đến năm 2030. Họ nói về sự cần thiết phải phối hợp chặt chẽ trong các cơ chế hợp tác tiểu vùng sông Mekong, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác với nhau và với các nước, tổ chức quốc tế có liên quan để quản lý, sử dụng bền vững, hiệu quả tài nguyên nước sông Mekong. Hai bên cũng lưu ý tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở biển Đông. Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở pháp luật quốc tế. Trong đó có Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982, UNCLOS 1982, thúc đẩy thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông, COC, hiệu quả và thực chất. Thưa các bạn, trong dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự buổi lễ trao tặng công trình Tòa nhà Quốc hội Lào do Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trao tặng, một món quà vô cùng ý nghĩa được Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào hết sức trân trọng như lời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào nhấn mạnh, đây là công trình bốn nhất, hiện đại nhất, hài hòa bản sắc dân tộc nhất, vững chắc nhất và đầu tư lớn nhất. Cũng chính tại tòa nhà này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vinh dự là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên có bài phát biểu quan trọng trước toàn thể Quốc hội Lào khóa 9, được phát trực tiếp trên đài truyền hình và đài phát thanh quốc gia Lào tới toàn thể nhân dân Lào anh em. Bài phát biểu hết sức xúc động, bị ngắt quãng nhiều lần bởi các tràng pháo tay của các lãnh đạo cấp cao và đại biểu Quốc hội Lào. Cũng trong chuyến thăm này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã công bố thêm quà tặng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào là một trường học trị giá 5 triệu đô la Mỹ cùng với quà tặng của cán bộ, ngành, địa phương Việt Nam dành cho đối tác phía Lào. Thông qua các cuộc hội đàm, tiếp xúc cấp cao và trao đổi trực tiếp giữa bộ, ngành, địa phương hai bên đã đạt được nhiều kết quả cụ thể, thực chất và toàn diện. Trong đó có 6 kết quả nổi bật. Một là lãnh đạo hai nước nhất trí cao về các chủ trương biện pháp lớn nhằm tiếp tục đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực, nhất là trong các lĩnh vực then chốt như chính trị, quốc phòng, an ninh, giáo dục, kinh tế, văn hóa, năng lượng. Hai bên cũng trao đổi kỹ về các dự án hợp tác chủ chốt như cảng Vũng Án 123, đường cao tốc Hà Nội Vinh Trăn, sân bay Nong Khang, đồng thời nhất trí về chủ trương không ngừng đẩy mạnh kết nối giữa hai nền kinh tế, giúp là phát triển bền vững hướng ra biển phía Việt Nam hay là trong trao đổi với lãnh đạo cấp cao của Lào và đặc biệt là trong bài phát biểu trước Quốc hội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh thông điệp hai nước Việt Nam Lào cùng đoàn kết vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội trên cơ sở nền tảng của chủ nghĩa Mark Lenin và tư tưởng có nhiều điểm tương đồng của hai vị lãnh tụ là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cai Sòm Phô Vi Hàn. Đồng thời, nỗ lực giải phóng các nguồn lực cho hợp tác song phương, tranh thủ sự hỗ trợ của quốc tế, tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác mới giữa Việt Nam và Lào để tận dụng cơ hội hợp tác và đáp ứng yêu cầu mới của thời đại công nghiệp 4.0. Ba là nhất trí lấy năm 2022 là năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào để kỷ niệm 60 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhấn mạnh cần mãi mãi duy trì hiệp ước hữu nghị và hợp tác đến muôn đời sau để không một thế lực nào có thể chia rẽ quan hệ hai nước. Bốn là về hợp tác trong khuôn khổ đa phương, hai bên cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong ASEAN, cùng tích cực đóng góp xây dựng cộng đồng đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong xử lý các thách thức chung, trong đó có vấn đề Biển Đông ứng phó với đại dịch COVID-19. Năm là kết quả thực chất thiết thực của chuyến thăm còn được thể hiện cụ thể qua việc ký kết 7 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực tư pháp, quốc phòng, an ninh, phòng chống ma túy, giáo dục, hợp tác địa phương. Các doanh nghiệp hai nước ký kết 7 thỏa thuận và đồng hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng, mua bán điện, khai thác và chế biến khoáng sản. 6 là chuyến thăm góp phần khích lệ, động viên cộng đồng người Việt, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại Lào trong bối cảnh cộng đồng đang gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19. Lào nhất trí sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho cộng đồng và doanh nghiệp Việt Nam sinh sống, học tập và làm ăn ổn định tại Lào có chính sách hỗ trợ cơ chế thao gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Với các kết quả đạt được hết sức toàn diện, thực chất chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào trong thời gian tới. Tháng 2 năm 2019, nhân dịp Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thăm Lào, hai bên nhất trí nâng từ quan hệ hữu nghị truyền thống trở thành quan hệ hữu nghị vĩ đại. Đây là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử quan trọng tạo bước đột phá mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước. Thưa các bạn, mối quan hệ Việt Nam-Lào là mối quan hệ đặc biệt của hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước, được hình thành và hun đúc trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Mối quan hệ như thế này trên thế giới có thể nói là hiếm có khó tìm. Các bạn có suy nghĩ như thế nào về quan hệ Việt Nam-Lào hiện nay? Hãy để lại ý kiến bình luận nhé. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.